Chiều tối ngày 2 tháng 11, tuyến đường Lê Văn Kiệt thành phố Thủ Đức ùn ứ kéo dài từ ngã tư Thủ Đức tới nút giao Lê Văn Kiệt Lã Sông Oai. Theo đó, tình trạng ùn ứ kéo dài theo cả hai chiều, các phương tiện di chuyển chậm từng chút một. Tôi đợi hết đèn tín hiệu từ đỏ sang xanh lại quay trở lại đỏ nhưng vẫn chưa được đi. Thật sự ùn ứ ở điểm Đình Phong Phú diễn ra từ lâu và trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Chúng tôi rất mong sớm mở rộng đường, xử lý tình trạng nút thắt cổ chai trên tuyến đường này, một người dân nói. Nút giao Lê Văn Kiệt, Đình Phong Phú là nỗi ám ảnh của người dân về kẹt xe. Người dân thường phải mất tới 30 phút mới thoát ra khỏi điểm ùn ứ này.